chia các anh em của Cà Phê Liên Minh. Vậy là nhờ cánh tay may mắn của người anh em xa xứ vừa được nhập quốc tịch Việt Nam, bảng thì chúng ta đã có một bảng cực kỳ dễ thở, có thể nói là dễ chơi nhất trong cả ba bảng kia luôn. Nhưng mình xin nhận định Gam sẽ rất dễ vượt qua, đứng ở vị trí thứ 2 để tiến vào vòng sau. Nên hãy cùng mình xem sức mạnh của Splice như thế nào nha. Ngoài ra bên mình đã có video nhận định trước hai đối thủ kia rồi, các bạn có thể xem ở đây nha. Video sẽ tập trung vào Splice cũng như là cơ hội của Gam như thế nào trước hai đối thủ là đội tuyển đến từ châu Âu cũng như hạt giống số 1 LMS là G Team. Hãy cùng bắt đầu thôi nào. Splice. Vậy là sau cuộc bao năm cực kỳ căng thẳng giữa Splice và Unicorn of Love thì đội tuyển đến từ châu Âu đã qua được vòng bảng và tiến đến bảng B, nơi có FlamePlus Phoenix, G-Team và đội tuyển Việt Nam cuối cùng của chúng ta là Gam Esports. Qua cặp trận đấu trên thì có thể thấy được sức mạnh của Splice cũng không đáng sợ gì lắm, nên chắc chắn chúng ta có thể hủy diệt được. Anh em yên tâm, xét về điểm mạnh của team Splice thì chính là xạ thủ của họ Kobe, cũng là người đi đường giữa Huminous. Ngược với họ thì top và mid của chúng ta lại là hai điểm mạnh của cả team, khi Levi chắc chắn sẽ được chăm sóc tận tình và chú đáo dành Zeroth và Kiaya. Nhưng bot của chúng ta là nơi được cho là tự sinh tự diệt, nên đối phương tập trung khai thác bot thì sẽ rất khó cho chiến thuật triển khai. Nhưng mình nghĩ rằng Zeroth Levi lo được. Nhưng trước tiên hãy cùng xem qua các vị trí của Splice như thế nào để cùng đánh giá khách quan nhé. Đầu tiên là anh chàng đường trên Vizic Sersi. Với lối đánh thủ hòa chờ đợi combat cũng như không chạy theo meta, thì những con bài được anh lựa chọn sẽ là Gangplank, Gna và Poppy. Những pha tele cũng như error của tên kiếm khách xạ thủ khiến anh có tỷ lệ đóng góp khá cao lên đến 72,9%. Do lối chơi chắc chắn nên anh rất ít khi nhận được sự hỏi thăm từ người đi rừng của mình. Chỉ ôm farm và đợi bot có combat thì sẽ dịch chuyển xuống tham gia chung. Tuy nhiên đến vòng khởi động chung kết thế giới thì lại khác. Anh đã đánh với phong cách chủ động hơn khi liên tục đè lên những người đồng nghiệp phía bên kia trên tuyến. Nhưng đó là ở vòng khởi động, các đối thủ còn yếu. Nhưng lần này trận đấu đầu tiên đụng độ sẽ là Gam của Việt Nam chúng ta, nơi mà Zeroth, ma vương không đầu sẽ cản anh ta lại. Chắc chắn kèo đấu này mình sẽ ủng hộ cho Zeroth vì mình tin anh ta sẽ không để đối phương vượt lên đâu. Chưa kể còn có cả kẻ tiêu diệt Titan, Levi luôn luôn trực chờ cắm trại bất cứ lúc nào Zeroth cần mà. Cho nên phía bên kia trên tuyến, người đi rừng Sersi cũng sẽ pick những vị tướng đầu game mạnh như Elise, Javan, Quijana để đối đầu với Levi. Kèo này đối với chúng ta là không khó. Quan trọng là cách Levi áp đặt phong cách đánh lên cả trận đấu như thế nào. Anh sẽ áp đặt được bao nhiêu lợi thế so với Sersi? Ai sẽ là người kem đường trên nhiều hơn? Đội nào sẽ khóa cứng được người đi rừng của đối phương sẽ là đội giành chiến thắng. Đến với khu vực đường mid, nơi mà Kiyaya dẫn đầu với Huminous. Một điều bất lợi dành cho chúng ta là Aatrox, chiến thần của Gam trong tay anh ta đã bị nerf thậm tệ, nên việc xuất hiện lại sẽ là rất hiếm. Còn đối với người đi đường giữa của Splice thì anh rất thích chơi những vị tướng thuần phép thuật như là LeBlanc, Corki hay Ryze ở vòng khởi động. Với các chất tướng đấu sĩ, sát thủ vẫn còn như Quijana hay Kled thì Kiyaya chắc chắn sẽ không ngán ngẩm gì mà có khi là solo kill được cả đối phương. Cặp bot thì có vẻ sẽ hơi yếu thế cho chúng ta khi Kobe lại chính là điểm mạnh nhất trong cả toàn đội Splice. 16k4 gold của anh ở cả vòng khởi động là một minh chứng rõ ràng nhất cho việc farm tốt cũng như bắn giao tranh của anh ta. Chỉ số đóng góp trong giao tranh của anh cũng chỉ đứng sau người đi rừng là 67,6%. Nên khu vực đường dưới của chúng ta phải có một chiến thuật cụ thể để khắc chế lại chiến thuật của đối phương. Mình nghĩ Garen, Yumi chắc chắn sẽ trở lại, hoặc Jin sẽ chơi Vladimir thôi. Chỉ chờ đợi giai đoạn giao tranh là nơi để Zeroth và Kiyaya cũng như Levi tỏa sáng. Cặp đôi đường dưới chúng ta sẽ chơi theo kiểu cầm hòa, nên hãy cố gắng cầm cự cho mấy lèn khác sạch. Nếu nhìn qua bảng này thì chúng ta thấy được Gam đã vào bảng khỏe nhất rồi. Mình không cứ nhìn thử mấy bảng khác xem. Như bảng A thì cả Zichu và Griffin đã trở sẵn, khá nhỏ cho Hồng Kông Attitude khi một phần nào tiễn Loki của chúng ta về nước. Bảng C thì thôi khỏi nói, cái bảng chết chóc đấy ai vào thì thôi xách vali về luôn cho nhanh. Bảng D đáng lẽ ra cũng ok lắm, cho đến khi Damwon bước vào. Và xin một lần nữa cảm ơn Gam, Bang đã giúp chúng ta một phiếu né nhẹ cái ông này ra. Tôi sẽ qua ngay Twitter hay Facebook cho ông một theo dõi ngay đây. Quay lại vấn đề thì bảng của chúng ta, nếu như Gam có sự chuẩn bị kỹ càng thì việc để lọt qua vòng bảng là điều chắc chắn. Cũng chính Zeroth đã khẳng định, nếu không gặp phải Damwon ở vòng bảng, chúng tôi có thể tiến vào bán kết. Nên bây giờ đây là viễn cảnh đẹp nhất cho chính Gam cũng như fan hâm mộ nước nhà rồi.
Bây giờ chỉ là chúng ta thể hiện như thế nào trong các gặp trận sắp tới mà thôi. Theo mình nghĩ thì đối đầu với một đội siêu mạnh như Flan plus Phoenix thì sẽ không có cửa nhiều đâu. Chúng nó mạnh thật, nhưng hy vọng vu vơ là hái nhẹ được một trận như chính Loki đã làm giúp Việt Nam chúng ta giành chiến thắng trước một đội Hàn Quốc là đàm quần gaming. Nên bây giờ ai nói với tôi rằng Việt Nam nằm mơ ăn được Hàn Quốc hay không ăn được những đội lớn thì mở YouTube lên xem lại trận 1 của Loki với đàm quần dùm nha. Còn đối với GT, chắc chắn mọi người đã bảo rằng khi trên với các đội LMS thì chúng ta gặp khó khăn. Nhưng mà mình tin rằng trên là một chuyện, đánh thật là một chuyện khác. Nên nếu không ăn được GT thì chúng ta sẽ không có vị trí thứ hai. Nên ăn GT là một điều bắt buộc phải thực hiện rồi. Còn Splice thì như mình phân tích ở trên, hoàn toàn có thể ăn được. Nhìn qua cặp trận với Unicorn of Love thì chắc chắn ban huấn luyện của GAM đã nhìn ra điểm yếu cũng như cách khai thác họ rồi. Với những nhận định trên, mình xin dự đoán mạnh mẽ là GAM qua được anh em ạ. Hãy tin đại diện cuối cùng của VCS sẽ làm rạng danh khu vực Việt Nam chúng ta. Còn bây giờ việc của chúng ta là buff niềm tin cũng như là chờ đợi họ thể hiện thôi. Trận đấu đầu tiên của GAM sẽ được bắt đầu vào lúc 0 giờ ngày 13 tháng 10. Nên anh em hãy chuẩn bị tinh thần, bắp rang bờ, bánh snack, xì tin này nọ đi nha. À mà nhớ like và subscribe cho kênh để đồng hành cùng tụi mình suốt mùa chung kết thế giới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.